Những ngày có mặt trên tàu cảnh sát biển 4033 làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển Hoàng Sa, Đà Nẵng, phóng viên Thanh Online liên tục ghi nhận nhiều tàu chiến của Trung Quốc tiến vào đội hình tàu cảnh sát biển để đe dọa. Không chỉ đưa một lượng lớn tàu các loại bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc còn điều nhiều tàu chiến hoạt động xung quanh giàn khoan này với khoảng cách khoảng 10 hải lý. Chiều 13 tháng 5, khi lực lượng cảnh sát biển Việt Nam thành lập hai biên đội gồm các tàu mang số hiệu 8003, 4032, 4033, 2013, 2016 v.v. tiến vào kiểm tra việc hạ neo trái phép của giàn khoan Hải Dương 981. Đến khoảng 15 giờ 20 phút, các tàu cảnh sát biển thẳng tiến vào hướng giàn khoan thì bất ngờ gặp tàu hộ vệ tên lửa 571 của Trung Quốc áp sát, cách mạn trái tàu cảnh sát biển 4033 khoảng 5 hải lý. Thượng úy Lê Trung Thành, thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 4033 đã khẩn trương thông báo cho các tàu cảnh giác. Khi con tàu này rời khỏi đội hình tuần tra của cảnh sát biển, thuyền trưởng Thành cho biết, những ngày gần đây, phía Trung Quốc tăng cường thả các loại tàu chiến xuống biển. Chiếc tàu chiến mã số 571 chỉ là một trong số 4 chiếc hộ vệ tên lửa mà Trung Quốc điều xuống Biển Đông để đe dọa lực lượng chấp pháp của Việt Nam. Tiếp đó, vào ngày 17 tháng 5, trên đường tuần tra, lực lượng cảnh sát biển tiếp tục gặp phải sự đe dọa của hai chiếc tàu chiến mang số hiệu 789 và 755. Tàu chiến 789 được xác định là tàu tuần tiểu tấn công nhanh lớp Hải Thanh, còn tàu 755 là tàu tên lửa tấn công nhanh lớp Hậu Tân. Đây là hai tàu chiến mới nhất của Trung Quốc được ghi nhận hoạt động trái phép trên biển Hoàng Sa. Khi gặp đội hình cảnh sát biển, hai con tàu này đã tiến rất sát và chạy với tốc độ chậm rãi để dương oai. Phóng viên Thanh Online khi ở thực địa còn ghi nhận nhiều lần máy bay quân sự của Trung Quốc ngang nhiên hoạt động đe dọa đội hình cảnh sát biển Việt Nam.